Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc là giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án của đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn Phú Mỹ - Bầu Cạn, chiều dài khoảng 18 km. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn Bầu Cạn - Cầu Thủ Biển, chiều dài khoảng 45 km. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn cầu Thủ Biển sông Sài Gòn chiều dài khoảng 49 km. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn cầu qua sông Sài Gòn kênh Thầy Cài chiều dài khoảng 17 km. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn kênh Thầy Cài Hiệp Phước chiều dài khoảng 71 km. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký tờ trình số 334 trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 bao gồm 12 dự án thành phần, có tổng mức đầu tư khoảng 124.619 tỷ đồng. Theo đề xuất của Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có địa điểm từ Bãi Vọt Hà Tĩnh đến Cam Lộ Quảng Trị, từ Quảng Ngãi đến Nha Trang Khánh Hòa, từ Cần Thơ đến Cà Mau với tổng chiều dài 729 km. Về tiến độ thực hiện, Chính phủ đề xuất tiến hành chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành trước năm 2025. Các dự án thành phần trên đoạn Vũng Áng đến Cam Lộ hoàn thành trước năm 2030. Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết là đến hết tháng 9 năm 2021, chính quyền 13 địa phương, nơi 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đi qua, đã bàn giao mặt bằng được 643,7 km, đạt 98,6%, tăng gần 3 km so với tháng trước đó. Phần mặt bằng còn lại chưa được bàn giao khoảng 9 km, chủ yếu là do chưa hoàn thành việc xây dựng khu tái định cư, di rời hạ tầng kỹ thuật. Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu công trình để bàn giao. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch đưa vào vận hành khai thác. Dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan giai đoạn 1 có chiều dài toàn tuyến khoảng 77,5 km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m. Công trình khởi công từ năm 2013 với tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, điểm cuối tại nút giao Túy Loan, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nối đầu với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bộ Xây dựng cho biết là tại các đô thị trên cả nước hiện có khoảng là 2.500 khối nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1994 với hơn 100.000 hộ dân đang sinh sống. Các chung cư này chủ yếu tập trung tại Hà Nội 1.579 nhà chung cư, Thành phố Hồ Chí Minh 575, Hải Phòng 205, Quảng Ninh 60, Phú Thọ 23, Nghệ An 22, Thanh Hóa 17, Cần Thơ 10. Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã tạo hành lang pháp lý giúp các địa phương có cơ sở thực hiện các hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư từ khâu kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, lập và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức di rời, phá dỡ, triển khai thực hiện dự án. Bộ Xây dựng cũng cho biết là nguồn vốn tín dụng dành để cấp bù lãi suất cho các chủ đầu tư dự án và các đối tượng được ưu đãi vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Số liệu báo cáo cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho nhu cầu vốn hỗ trợ nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 là 18.977,5 tỷ đồng, trong đó vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội là 9.000 tỷ đồng, vốn cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội là 9.977,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội mới phân bổ 2.163 tỷ đồng, chỉ đạt 24% so với nhu cầu giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, trong giai đoạn 2016-2020, chưa có chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nào được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
Thông tin về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng cho biết là 9 tháng đầu năm nay, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, huyện, thị xã đã kiểm tra là 11.079 công trình. Qua đó phát hiện thiết lập hồ sơ xử lý đối với 248 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 2,238%. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cũng đã ban hành 816 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong 9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 7 cuộc thanh tra, tổ chức kiểm tra 44 dự án công trình. Qua đó phát hiện lập hồ sơ xử lý 24 trường hợp có vi phạm và ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền phạt là 616 triệu đồng. Theo bấtđộngsản.com.vn, trong quý 3 năm 2021, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản sụt giảm khá mạnh do đợt bùng phát của dịch Covid-19 lần thứ tư kéo dài. Tuy nhiên, đáng chú ý là giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn không có dấu hiệu giảm, thậm chí là còn tăng mạnh so với cùng kỳ. Theo đó thì giá chào bán chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 có xu hướng là đi ngang so với tháng 7 nhưng lại tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội cũng tiếp tục ghi nhận giá giao bán căn hộ chung cư tăng 8% so với cùng kỳ. Theo Savo, với sự gia tăng trong nhu cầu dành cho văn phòng truyền thống thì số lượng không gian co-working tăng cao. Hiện Việt Nam là một trong 20 thị trường trên thế giới đứng đầu về số lượng nhà cung cấp dịch vụ co-working, chiếm 1,2% nguồn cung co-working toàn cầu. Savo nhận định điều này sẽ chưa dừng lại khi mà nhu cầu cho văn phòng co-working được thúc đẩy bởi sự phát triển về số lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cộng thêm là yếu tố môi trường khởi nghiệp lành mạnh, đặc biệt khi Hà Nội có kế hoạch thêm khoảng là 150.000 doanh nghiệp khởi nghiệp mới trong vòng 5 năm tới. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo số liệu của Savo Research tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng giao dịch biệt thự và nhà liền kề trong quý 2 giảm 33% theo năm. Những lý do tác động có thể kể đến như người mua trở nên thận trọng hơn trước dịch bệnh, nguồn cung hạn chế hơn và số lượng tồn kho là tài sản có giá thành cao. Mặc dù giao dịch giảm, tỷ lệ hấp thụ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức cao với 65%. Nguyên do của sự sụt giảm trong số lượng giao dịch là vấn đề khan hiếm nguồn cung kéo giá tăng và hàng tồn kho chủ yếu là các tài sản có giá trị trên 2 triệu đô la Mỹ. Theo thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, hiện thành phố Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư độc lập, được xây dựng từ khoảng 30 đến 60 năm về trước. Hiện đang tiếp tục rà soát, dự kiến bổ sung thêm khoảng từ 200 đến 300 nhà. Kế hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. Theo đó có 3 nhóm cần thực hiện đồng bộ, toàn diện gồm nhóm các dự án đang triển khai, nhóm dự kiến khởi công xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025, nhóm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai giai đoạn tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, Hà Nội sẽ xây dựng trình phê duyệt quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ra soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô, nghiên cứu đề xuất chủ trương và quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh thành thành phố. Cùng với đó hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, phát triển các tuyến đường có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng. Chương trình xây dựng và bất động sản xin phép được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.